vô ngồi kế thì cũng gặp gật đầu chào, thì chỉ chơi liền, chỉ bỏ đôi dép là chỉ gác cái chân lên lên đây chỉ thôi. Nhưng mà tao biết nó phải trai, nó là ba đê. Tại vì sao? Đàn ông gì đâu mà mặc cái quần bó, cái đít nguyên một cái như vậy. Cái mông, cái mông, một cái như vậy. Trời đất, nó có cái mốt ống ôm. Rồi lại mặc áo cặp với lại một thằng bạn mà là hai thằng đó chơi ba đê nha. Em thấy em rất là xúc động, thấy tội cho bạn gái mình quá đi. Đứng chậm nước mắt khóc, em thấy nguyên khu đứng nhìn em. Rồi chỉ mưa luôn rồi. Có nghĩa là em là rất là mau nước mắt. Thì ở dưới người ta không tập trung vô cái lễ tang nữa, ta tập trung vô em. Đứng ta nhìn nhìn, ta nói họ đoán là em là con riêng gì của ông này nè. Thôi có chứ. Thôi có chứ. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em là Nguyệt Anh, là vợ của anh Nguyễn Sĩ Bình. Dạ, tôi biết. Dạ, em là Nguyễn Sĩ Bình, là chồng của Nguyệt Anh. Ôi, tôi cũng biết luôn. Rồi, bạn Nữ là vợ, bạn Nam là chồng. Đó. Sĩ Bình nay nhiêu tuổi, công việc? Em nay 29 tuổi, em cũng làm nhân viên văn phòng. Công việc của em vẫn là đi học. Em học tới hai trường đại học lận. Nhưng mà cái ngành của em đó là em học bên diễn viên. Hai em là quê quán là ở đâu? Em là sinh ra ở Sài Gòn. Em người Quảng Nam. Rồi hai em quen nhau như thế nào? Là hai tụi em là học chung hai cái trường đại học luôn. Trường đầu tiên là học đại học văn hóa. Rồi cái trường thứ hai là trường sân khấu điện ảnh, là vợ em học diễn viên. Còn em là em học đạo diễn sân khấu. Dạ, thì cái trường đại học đầu tiên á, khi mà em học năm tư thì bà xã em mới vô năm nhất. Có nghĩa năm tư là em chuẩn bị tốt nghiệp á, em phải đi học lại một số môn, phải học lại chung với năm nhất. Cái nhìn đầu tiên là thực ra hai đứa là không ưa nhau. Tại vì là mới đầu là em vô thì em thấy chị này mới ở, bạn này ở quê mới lên, coi như là còn phèn á, gọi dụng từ là còn mặc, em còn nhớ mặc cái áo cam mà có cái bèo là nhìn nó phèn quá, phèn. Nó phèn mà mang mặc cái quần tay đen, mang đôi dép nữa. Nó còn phèn hơn. Nhưng mà cái mặt thì rất là dễ thương. Thì lúc ngồi kế nhau thì bà xã bả mới là trong lớp mới làm cái sơ yếu lý lịch đó anh, tại năm nhất mà. Thì có một cái người bạn ghi trong cái nghề nghiệp của gia đình đó là kinh doanh. Thì bà này mới quay xuống mới nói: "Nhà bán tập quá thì nó đại bán tập quá đi mà đặt ghi kinh doanh." Em nhìn nó kìa. Cái này là thuộc tiếp phụ nữ đẹp mà vô duyên à. Nên là em bị một cái ấn tượng là không tốt. Thì em cũng không có gì ấn tượng với anh hết. Nói chung là một cái người mờ nhạt trong mắt em. Vì dưới quê dù phèn nhưng mà mới vô năm nhất nhưng mà rất nhiều anh để ý. Phèn nhưng mà chị cũng có giá của phèn. Dạ. Nhưng mà tình cờ là ảnh có một người em ha. À, có nghĩa là một cái người bạn thân của em lại quen với một cái người bạn gái chung phòng nữ ở chung 4-5 người nữ vậy đó. Nó rất là nhiệt tình, nó sáp vô làm mai làm mối. Thì sau này mới biết ra là tại vì nó nói em nói thiệt với anh, cái em qua bển em chơi với năm bà nữ em thấy không có gì chơi hết. Năm giờ em phải kéo anh vô để lỡ này mà ráp cả cái có gì em với anh qua phòng trọ chơi chung có bạn cũng vui. Em nói thôi mày muốn gì mày làm gì mày làm. Thì nó rất là nhiệt tình. Thì nhớ, em nhớ cái đợt đó là một cái anh học đại học văn hóa và anh cũng học trường sân khấu điện ảnh, thì anh mới đem cái vở tốt nghiệp của anh về đại học văn hóa để anh làm vở tốt nghiệp. Nguyên trường đi xem, em cũng đi xem, rồi bạn này cũng đi xem. Thì thằng đó nó mới nó lanh chanh, nó tạo điều kiện sao cho em với bạn này ngồi kế nhau. Vô ngồi kế thì cũng gặp gật đầu chào, thì chỉ chơi liền, chỉ bỏ đôi dép ra, chỉ gác cái chân lên lên đây chỉ ngồi. Nhưng mà trước khi đi á, là cũng nói là cái anh mà em của anh này mới nói là: "Ê, trong mày có cái thằng này để ý nha, dân Sài Gòn nha." Nói ra anh này là tên Sĩ Bình như vậy. Thì những cái người trong phòng trọ em là không thích. Lý do? Lý do là mấy người đó là biết anh này, mấy chị nói là mày đừng có yêu nha. Thứ nhất nó là trai Sài Gòn, nhưng mà tao biết nó không phải trai, nó là ba đê. Tại vì sao? Đàn ông gì đâu mà mặc cái quần bó, cái đít nguyên một trạc như vậy. Trời, cái mông, cái mông. Cái mông, một trạc như vậy. Trời đó, nó có cái mốt ống ôm. Rồi lại mặc áo cặp với lại một thằng bạn mà là hai thằng đó chơi ba đê với nhau. Rồi, cái đó là phải hỏi à? Đó. Không phải anh, tại vì cái thời sinh viên á, thì ở chung phòng trọ thì anh biết đi vô siêu thị là hay mua mấy cái áo trắng mà áo trắng nó bán năm cái bao nhiêu tiền, nó mua một lóc vậy đó, cứ phát thằng cái. Mà cái chị trong phòng là rất là ghét ảnh nên là mày tránh xa ra. Trong phòng đó cũng những trường hợp khó đỡ. Một người đi tu, tại đi học nhưng mà đi tu, rồi một người thì có nghĩa là chạy theo đuổi tình yêu thôi chứ cũng không ai đáp trả, làm gì có thù với đàn ông á, em nghĩ. Rồi, tất cả mọi người nói với em như vậy, người ta cản em như vậy thì tại sao em thì lại... em vẫn không để ý tới. Thì đơn giản là nếu như em đã để ý tới thì em sẽ mặc cái bộ đồ cũng lịch sự hơn khi em đi coi kịch. Tại vì em cũng không quan tâm, em mới mặc cái đồ như anh diễn tả là mang đôi dép gác chân lên rồi ghế, gác chân lên ghế.
Là sau đó là em vừa thấy gác chân ghế là chưa nói chuyện nhau gì hết, tự nhiên mình rất là bực mình, em đi ra sau em ngồi liền, coi như là không nói chuyện, coi như là em thấy đang ngồi với em chơi với nhau không được rồi đó. Về đây biết sao luôn, phải chạy đậu á. Dạ thì cái thằng đó tối em về nó lại chạy tới, anh Bình Bình em xin được cái số điện thoại này nè. Không, em cũng nhận, em cũng nhận, tại vì trong đầu em á thì em lúc đó em lại nghĩ là tại sao người ta cho mình số điện thoại, chắc bà này bà cũng thích mình. Một cái mình lúc đó em đang tức là bà cũng dễ thương vậy, nhưng tại sao bà vô duyên quá, thôi mình cho bà thêm một cơ hội nữa. Là tối em đó coi kịch về là em lấy số điện thoại em gọi liền. Thì khi em gọi em nghe cái giọng thì em lại bị mâu thuẫn nữa, làm nó cái giọng rất là dễ thương. Cái giọng miền Trung nghe trẻo trẻo cũng dễ thương. Rồi cái từ đó bắt đầu là mến mến nhau đó. Mến mến nhau. Là hai người này yêu bằng lỗ tai. Cần là nghe tiếng chứ không cần thấy hình. Ừ, không cần thấy hình. Lúc đó là bà này bà cũng không có yêu em. Sau này mới nói là em thấy em cũng tổn thương. Có nghĩa là okay, muốn quen trai Sài Gòn tại vì chở đi ăn, chở đi coi kịch sướng quá trời. Tất cả là vì miếng ăn thôi. Đó là em không có thực sự là yêu thiệt lòng. Mẹ em hay dặn á là vô trong đó làm trai Sài Gòn rất là ghê. Nên là yêu ai thì giống như là nửa trái tim thôi. Đừng có lấy hết rồi để nó có phủi mình là mình còn xách đất mình chạy được chứ. Rồi sau này em lúc mà yêu em lúc có đưa yêu anh ra gặp mẹ không? Tại vì em không xác định là cưới anh này mà. Nên em sẽ không có chủ định là anh ơi năm tới hay tháng mấy đó là sẽ dắt về. Nhưng mà lại có một cái tréo ngoe đó là ba em mất. Thì ngay lúc đó thì em cũng chỉ đơn giản là lúc đó em nghĩ tới ảnh, xong em mới gọi lên là anh ơi ba em mất rồi. Em thì cũng nghĩ là chỉ báo cho ảnh cho ảnh biết như vậy thôi. Thì sáng hôm sau đùng một cái ảnh xuất hiện trước nhà em luôn. Lần đầu tiên là một thân một mình em đi máy bay. Đi máy bay. Đi tới một nơi mà em không hề biết. Nên là khi em tới cái là em bước vô cái nhà là nói thật là vậy, mới nói là em nhìn thấy nó giống như em đi nước ngoài á. Em vô rồi em nghe cái tiếng những người đó nói với nhau là em cũng hiểu như luôn. Ở nước ngoài luôn. Thì tự nhiên em vô em thấy một cái cảnh đám tang đó thì em thấy em rất là xúc động, thấy tội cho bạn gái mình quá đi. Em đứng chậm nước mắt khóc. Thì em thấy nguyên khu đó nhìn khóc em. Khóc như mưa luôn. Khóc như mưa luôn. Có nghĩa là em là rất là mau nước mắt. Thì ở dưới người ta không tập trung vô cái lễ tang nữa. Ta tập trung vô em. Ta đứng ta nhìn ta nói họ đoán là em là con riêng gì của ông này nè. Trời ơi. Không, anh nghĩ là em không có khóc. Em không có khóc bình thường đâu. Em không có khóc đơn giản mà chậm chậm thôi. Anh nghĩ chứ em khóc vừa không, vừa em khóc là em khóc sự thật. Chứ mà em khóc cái kiểu mà gào thét không anh. Nhưng mà anh mà em khóc là em khóc rất tế nhị. Tại vì khóc mình cũng nhị. Sợ người ta thấy. Trời khóc tế nhị như đó. Đó thì mọi người mới chỉ trỏ là trời thằng này là trường hợp ở đâu tới đồ vậy vậy. Thì sau này mới nói rõ ra. Mình cũng giới thiệu là biết là bạn mà em ở dưới đó cũng một tuần lễ là em cũng bị bất đồng ngôn ngữ dữ lắm. Có một cái bà mợ hả? Kêu là bà mợ. Bà gặp bà nói con đi má bo về hả? Nói vậy dạ không, con xuống đây có mình nè. Thì biết rào nhưng mà con đi má bo về phải không? Không, con đi có một mình không à, ba má con không có đi theo. Hai bên cứ xà quần đâu có tức quá phải kêu thông dịch viên ra. À, bà này bà ra nói không, ý nói là anh đi máy bay, đi bằng máy bay về hả? Nói trời ơi. Bây giờ mỗi lần về có bất đồng ngôn ngữ nữa không? Dạ không, em nói luôn rồi. Nói được rồi. Nói được luôn hả? Dạ. Em với ông xã em cưới nhau lâu chưa? Em cưới khoảng được 2 năm rưỡi à. Tụi em yêu nhau bao lâu thì cưới? Yêu nhau lâu 5 năm. 5 năm. Dạ. Cũng lâu chứ, tìm hiểu lâu chứ bộ. Rồi thôi luôn tiện thì kể luôn tính xấu của ảnh đi. Dạ có. Vì ảnh con nhà là con trai một nên là cũng được ba mẹ rất là cưng chiều ảnh. Nên là ảnh rất là thích chơi bời tụ tập với bạn bè rồi như vậy. Em phải nói bớt lại. Đây tưởng anh chắc nhậu nhẹt. Nhưng mà ảnh không có phải là nhậu nhẹt. Đúng rồi, ảnh không có phải có là nhậu nhẹt không? Nói này là anh Quốc Thuận anh đồng cảm nè. Có những cái em phải nhậu em mới hiểu nó ngặt nghèo lắm. Ngồi nhậu thì nó thôi 10 giờ anh về đi. Mà lúc đó vợ gọi là 9 giờ thì câu chuyện mình thấy tới 10 giờ cũng hạ màn được rồi. Tính 10 giờ về cái tự nhiên 10 giờ cái đẻ ra một cái đề tài mới, mình tức quá anh thấy đề tài đó nó hay quá. Rồi phải tham gia. Mình tham gia cái tới 11 giờ thì vợ nói là anh không bao giờ anh đúng giờ hết. Thật ra là cũng không có uống gì thêm hết. Nhưng mà có một cái đợt mà đi không phải tới 1 giờ như anh nói mà phải là tới 4 giờ sáng. 3 giờ. Phải hai chồng em cũng phải trả giá giờ giấc hoài vậy. Em nghĩ là cỡ 3 rưỡi chứ không phải là giờ đâu. Bây giờ mấy cũng được mà đi đâu. Thì đó, ảnh mới đi về em mới hỏi là anh đi đâu. Ảnh mới nói là thì đi nhậu với anh ABCD là những người đó em biết luôn. Nhưng mà xui với ảnh là em có gọi những người đó.
và em cũng biết là đúng có đi nhậu, nhưng mà đã dừng với người đó lúc 12 giờ rồi. Trời ơi, và bây giờ từ 12 giờ tới 3 tiếng đi đâu? Đó. Em á, hồi nhỏ em rất là nói xạo, nên bây giờ ai nói xạo em nghe mùi biết là biết hết. Liền mùi tanh tanh, mùi tanh tanh. Mới nói là à, anh đi về nhưng mà anh mắc toilet quá, xong anh mới chạy em đi tìm cái thằng bị mắc. Anh em mới nói bị điên hả, mắc toilet thì mình chạy về nhà mình sẽ nhanh hơn anh chạy vòng vòng để tìm cái Family Mart, đúng không? Từ quận nhất chạy qua Hầm Thủ Thiêm mà tới Trần Não là tới nhà rồi. Cái này chạy vòng vòng, nó chạy vòng vòng đi tìm không có cái Family Mart nào hết để mà đi vô. Nhưng rồi cuối cùng cũng tìm được cái Family Mart. Cái sau em mới nói là chắc chưa. Nhưng mà xui cho ảnh á là trước khi đi vô cửa, hôm đó là em bị bệnh, thì mẹ anh mới nói ê mày đi massage vậy hả, sao nghe mùi thuốc bắc vậy? Cái em nghẹt mũi em đâu có nghe, nhưng mà mình vô mình chụp đầu liền luôn, sao nghe mùi thuốc bắc vậy? Thì đâu có đâu. Rồi em biết là nói xạo rồi. Thì khi đó em có rất là giận, vì em đã cho cơ hội nói 3 lần vẫn không nói thiệt. Và em cầm cái remote, em nhớ em quăng rất mạnh và như là hư cái remote luôn. Em mới nói là anh cẩn thận, coi chừng sẽ mất vợ và mất con. Và em đi ngủ em không nói gì nữa. Thì hôm đó thì lại có mẹ em vô nữa. Sáng ngày dậy mẹ mới gọi em dậy. Ê, nó khóc, nó khóc. Tao thấy cái dài nó nhúng nhúng vậy, nó xoay vô tường, nó nhúng nhúng như vậy là tao biết nó khóc rồi. Thế em cũng không quan tâm, vì em nghĩ lúc đó em rất là giận rồi. Thì ảnh cho anh cũng biết được, nên ảnh vô ảnh mặc cái áo rất là lịch sự. Ảnh mới nói là xin phép em cho anh nói chuyện với em chút. Thì bắt đầu ra là ảnh mới nói thiệt là ảnh đi massage. Trước khi mà em ra nói chuyện với ảnh thì em cũng đã xác định là nếu như bây giờ mà mình sẽ cương quyết mình hỏi đi đâu và massage như thế nào, mình hỏi cặn kẽ chi tiết. Massage ở đâu? Ở đâu và có lành mạnh hay không? Nào, lành mạnh hay... Nhưng mà em nghĩ nếu như bây giờ mà hỏi chi tiết vô thì vợ chồng sau này có hàng gắn thì cứ nghĩ tới cái chuyện đó thì mình lại khó. Em mới nói là thôi bây giờ không nói đề tài này nữa. Từ bây giờ trở đi thì anh làm sao anh làm, không đề cập tới cái chuyện này nữa. Tha lỗi. Tha lỗi. Và sau đợt đó là em đi massage, không bao giờ em vô cái phòng thuốc bắc nữa. Không, thật ra là nói giỡn vậy thôi chứ đúng là đêm hôm đó là mình thấy mình cả đêm em không ngủ, em khóc. Thì mình nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là em tức bản thân em, là em nói dối nó quá phô đi. Family Mart mà nó khô mà non nước. Dạ, yếu, mình quá yếu đi. Tức là lúc đó có bia rượu nên không có biên kịch được. Không có biên kịch được. Thế nhưng mà nói giỡn vậy thôi chứ cái nguyên nhân lớn nhất là rõ ràng mình thấy mình có lỗi. Đúng. Tại vì vợ mình mới sanh mà mình ham chơi quá. Thì tại vì thực ra từ đó giờ chỉ có cái chuyện đó là cái chuyện lớn nhất, em bị bắt thôi. Còn một số chuyện chưa bắt được thì là chưa. Dạ, còn một số chuyện em khéo léo em lòn qua được. Chuyện... Nên là mình thấy mình rất có lỗi, mà chưa bao giờ em thấy em mất cái đàn ông tính như vậy luôn. Đàn ông tính á. Dạ. Em khóc cả đêm, sáng dậy em gặp vợ em xin lỗi mà em vẫn còn khóc. Là đó có nghĩa là đó là lần duy nhất luôn. Rồi, bây giờ mong muốn Bình thay đổi điều gì? Em mong muốn ảnh là chơi với con nhiều hơn. Vì ảnh không bao giờ ảnh chơi với con quá 5 phút. Và ngay cả con nó cũng không mến ảnh nữa. Có như có một lần chứ là ảnh nằm đó là nó cũng khóc thét luôn. Mình phải chơi với nó nhiều. Dạ, ảnh chơi với nó mà ảnh cứ ngồi bấm cái game hơn. Vậy rồi nó cứ đi lủi thủi nó chơi một mình với nó. Chơi với con nhiều hơn chút. Dạ. Đúng không anh? Dạ, với lại ví dụ như em biết công việc ảnh rất là áp lực. Mà anh đừng cái gì đổi lên đầu em. Em ghi chú là không có đánh đập, không có sỉ vả, không có hạ nhục. Có nghĩa là em về mặt mày hơi nặng nề thôi chứ không phải là... Anh rất là đàng hoàng. Tức là mình biết cái tính đó của anh, vì cũng đã quen nhau 5-6 năm rồi. Mình cũng đã hiểu cái đó rồi và mình chấp nhận mình mới cưới ảnh. Nhưng mà nhiều khi thì em ở nhà em vẫn có bị áp lực, có giữ con rồi nhiều thứ cũng áp lực chứ không phải như hồi xưa không. Mà bây giờ anh về rồi anh cứ cau có như vậy thì em cũng cảm thấy em buồn. Dạ. Vậy thôi. Hà Bình, mong muốn bà xã thay đổi gì? Về vị trí của một người vợ á, dạ em tính tình ok hết, công dung ngôn hạnh là tề gia đội trợ ok hết. Nhưng bị cái là quá thương con. Vợ em mà chỉ cần con mà nó kêu là gì? Nhà giàu đứt tay mà ăn mài đổ ruột á. Con nó ốm đau thì nít mà. Bệnh cái thôi là bà bắt đầu bà chắc lưỡi đi ra đi vô, mắt nhìn xa xăm. Không biết bây giờ tôi phải làm sao đây để tôi cứu con tôi, thí dụ chẳng hạn. Nói không khi nó bệnh, chuyện nó bệnh bình thường đâu có gì đâu. Thì nếu như cái kiểu này là nhỏ này mấy mốt. Tại vì em thấy tính nó bây giờ là rất giống em. Không được cái gì là bật ngửa đập tạch vậy đó. Mà nó con gái á, là nó có thể làm bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích. Nên là em rất sợ là sau này với cái tính đó và với cái sự nuông chiều này thì rất là dễ hư. Đó là cái em góp ý vậy. Hiểu anh ấy chưa? Không, nhưng mà cái ca này á là nó phải dày nè. Có những mẫu người phụ nữ mà con nó chỉ cần bị một chút xíu con mũi cắn thôi là trời ơi muốn giết cả cái dòng họ mũi, kiếm nó luôn, giết nó cho rồi đi, không thể để cho nó sống được. Mà kiểu đó là cái mẫu người phụ nữ đó. Thành ra em không, tức là em không thể mong muốn
bạn chồng của em giống như là bạn Thuật được. Và ngược lại, em cũng không thể mong vợ của em có thể bớt quan tâm tới con được. Tuy nhiên đó là luật bù trừ trong gia đình em. Đứa con em á, nó thiếu ở bố cái gì thì mẹ nó bù đắp như thế hết. Trong gia đình chị y chang vậy, anh Tuấn Anh y vậy luôn. Ngay cả cái chuyện mà chồng em đi massage, ông xã chị cũng ghiền massage dữ lắm. Không thiệt, ghiền dữ lắm. Đó là một cái nhu cầu không thể thiếu được, thuần túy thôi. Nó không phải là cái sự đụng chạm xác thịt, mà nó là một cái gì đó mà về sức khỏe, về đầu óc, về tức là họ áp lực, họ thế này nọ kia, thì cái nhu cầu đó của họ để họ xả, để họ tiếp nhận với năng lực. Thì khi mà mình hóa giải được điều đó, mình không hề cảm thấy khó chịu, bực bội. Sau này chị còn khuyên ông phải đi massage nhiều một chút nữa cho ông bớt khùng á. Tính tình mà hay bị nóng tính á, là đó, không xả ra đó. là nguyên nhân anh hay nóng tính. Có đó thì tự biết hướng và xả cái stress đó bằng cách nào để đừng có lỗi vợ, tại vì chồng rất là yêu vợ, nhìn là biết. Đúng yêu không? Quá yêu rồi. Dạ. Yêu vợ như vậy hiểu nhau chưa, hơn chưa? Được không? Ok không? Ok không? Ok rồi. Nếu vậy là có... sau vụ này, sau đợt này là em được đi massage thoải mái. Không, không biết là nghe cái chuyện đó tối nay. Cái chuyện đó là chuyện giữa hai người. Tổng kết lại bằng một cái hành động gì đó. Sao đang nghe đi. Đó. Ok. Thay mặt chương trình là tụi chị chúc tụi em lúc nào cũng hạnh phúc như thế này nha. Rất cảm ơn tụi em đã đến với chương trình. Dạ, cảm ơn Jun, cảm ơn Thái Hòa. Dạ, chúc nữa chúng ta sẽ gặp lại. Dạ. Dạ. Rồi. Chứ không biết sao cái thấy nó ghiền ghiền cái vụ ổng thôi cưới đi anh. Ghiền mình tới trong mơ cũng có luôn. Bức xúc quá, giống mình dằn nhẫn được, giống như mình tổn thương. Xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai bạn. Dạ, chào anh Quốc Thận và chào chị Hồng Giang. Em tên là Tấn Đạt, hiện em là kỹ sư xây dựng, đang công tác ở trung tâm giám định thuộc cơ sở xây dựng của Cần Thơ. Em ba em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận. Em tên là Mỹ Hạnh, hiện em đang công tác tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ. Hai vợ chồng từ Cần Thơ lên đây. Dạ. Thay mặt chương trình rất là cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Cần Thơ. Rồi. Kể cho Thuận và chị Vân cũng như khán giả về cái mối tình của hai bạn được bắt đầu như thế nào? Này chắc là dễ em. Mối tình của tụi em được bắt đầu khi mà năm 2010. Lúc đó em mới tốt nghiệp đại học. Em học tiếp lên cao học, thì lúc mà đi học thì cảm thấy nó học cứ liên tục như vậy thì cảm giác muốn cái gì đó nó thực tế. Cho nên là em đăng ký học việc, là em đi vào cái công ty lúc thì ảnh lúc đó anh làm giám đốc. Thì em vô em học việc thì cũng sợ. Đã giám đốc mà lúc đó chảnh lắm đúng không? Đúng rồi đó chị. Cái mặt chảnh lắm. Mặt cũng dễ thương mà, cũng vui vẻ mà. Nhưng mà cứ nghiêm nè. Cái cười. Không bao giờ nhìn mình hết trơn á. Nói chung là chảnh á. Rồi xong cái tập em mà thấy ai mà chảnh là em ghét. Em mới chọc, em mới cua thử. Cua thử? Dạ, cua thử thôi à. Chết chưa, ai cũng ghét. Thì xong thì cũng có lần đó đi ăn tiệc với công ty. Thì em lấy cái hộp quẹt của anh em giấu. Xong mấy chị trong cơ quan nói là trời ơi, đàn ông mà mất cái hộp quẹt là mất lửa đó. Theo phong thủy là không có tốt. Cho nên là thôi em cũng bắt đầu liên lạc trả cái hộp quẹt. Thì xong rồi cũng cưa cưa dụ dụ. Rồi dính luôn. Xong rồi em cua thử thì bao lâu mới dính? Em cua ổng đâu cũng gần cả năm á chị. Gần năm mới dính. Ôi, dạ. Trời ơi. Lý do gì mà em thử gì mà tới năm thì em cũng kiên nhẫn bền bỉ vậy? Thấy được được thôi chứ bỏ cho rồi. Dạ, tại vì em thấy lúc đầu thì thấy cũng hơi khó gần. Nhưng mà khi tiếp xúc á, thì thấy ảnh cũng là một người rất là tốt. Cũng rất là gần gũi, với lại cũng quan tâm đến anh em trong công ty. Rồi thêm nữa là cũng có những cái quan tâm rất là nhỏ, rất là dễ thương. Ví dụ như lúc đó cũng chưa có quen, nhưng mà từ lúc mà biết ổng tới giờ là em không có phải mua kẹp tóc. Ồ, oh. Dạ. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, anh Thuận cả đời không ai tặng kẹp cho anh luôn. Tào lý lắm luôn. Ủa em, nhưng mà ban đầu á là em đâu có thích anh này đâu. Cho nên dạ, cái mục đích cua ổng là bởi vì là thấy, dạ, thấy ghét. Thấy ghét đó. Nhưng mà sau đó tự nhiên cái không biết sao cái thấy nó ghiền ghiền. Chắc nhờ cái kẹp tóc đó. Thích ghét của nào trời trao của nấy, đã lạ lùng rồi đó, ông trời nói đúng luôn á. Anh hỏi nè, dạ, vợ em là người chủ động cua em, đúng không? Vậy thì trong cái chuyện mà đi đến hôn nhân, dạ, thì vợ em có phải là người chủ động như là suối em hay cưới không ạ? Chuyện cưới thì hình như là vợ em cũng chủ động hơn. Sao vậy? Sao đó em kể nghe coi sao kỳ vậy? Dạ tại vì em đi học á thì em thấy mấy bạn em yêu mà khoảng chừng 3 năm hơn là xù hết trơn. Cái em thấy em sợ quá, sợ là cái lời nguyền á. Xong cái tới năm đó mẹ em nói em năm sau á nếu mà cưới là Phạm Kim Lâu gì đó.
cái em cũng sợ nữa. Cái dụ ổng thôi cưới đi ông. Cái dụ nữa. Dạ, nói chung chồng em cũng dễ dụ lắm. Dụ cưới cái xong mày cưới luôn. Coi như em dụ cái là cưới liền vậy đó. Mà sau đó giờ em tủi thân chị. Sao vậy? Tại vì em muốn được cầu hôn. Tại vì em cầu hôn ổng. Dạ, em cầu hôn. Nhưng mà em nói là cưới cái ổng đó, ở đó cứ cưới vậy. Em đừng có tủi thân gì hết, coi như mình kèo trên. Vậy đi. Em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, 4 năm. À được 4 năm, có anh bé chưa? À, dạ chưa. Chưa. Ồ, có dạ, rồi chút xíu gặp anh Thuận cuối giờ. Cái người sau khi cưới về anh này, anh có thật xấu không? Thật xấu thì về hình như ông thích nằm dưới hơn. Giống như là đi chợ á, hỏi anh ơi ăn cái gì, cái là sao cũng được, hoặc làm quyết định một cái chuyện gì đó thì sao cũng sao được, được. Dạ. Nói chung là ông làm biến cái ông giường hết cho em. Em phải suy nghĩ, phải vắt óc ra để mà lựa chọn. Còn ổng là ổng không có thèm suy nghĩ. Có nghĩa là cái tật xấu đầu tiên là quá chiều vợ đúng không? Dạ. Rồi còn gì nữa không? Ảnh yếu đuối lắm. Phải không? Dạ, lúc cưới về em mới phát hiện ổng là mong manh lắm. Cho mong nên manh là... dễ vợ. Dạ đúng là ổng mong manh lắm. Đâu ví dụ đâu. À, ví dụ như có lần đó hai vợ chồng cãi nhau cái gì đó, xong cái em mới cầm chai nước quăng cái vèo. Thế là ổng không nói gì hết. Xong cái em cũng tưởng đâu cũng không có chuyện gì. Xong cái đi lên phòng cái thấy nằm khóc. Tưởng tượng người đàn ông này mà nằm khóc. Em sốc lắm chị. Tại vì bình thường em cứ nghĩ không phải làm sao đó phải. Cái gì nó lớn lao lắm. Tức là ông nằm quay mặt vô hả? Mắt thì đỏ ke hết trơn, nằm nó cái hết. Cái em hỏi vụ gì vậy, lúc đó em quýnh lên hết trơn rồi. Em chạy em ôm, ông vỗ về giống như em bé. Tại sao? Ê, tiền nào á, tiền nào Đạt khóc á, nhớ nhắn nhanh nghe. Anh xuất hiện, vì sao Đạt khóc? Trời ơi, dễ thương vậy hả? Ờ, anh không ngờ luôn á. Nói chung nhiều khi mình bị bức xúc quá, giống mình dằn vậy không được. Tại vì làm đau mình không khóc, nhưng mà giống như bị tổn thương. Bị... Không biết mà cầm chai nước mà quăng vô trong bản mặt mình là mình phải khóc thôi. Đúng không? Ủa Đạt, có lần nào em phản ứng lại cô ấy không? Dạ không. Nạt lại. Dạ không. Tại vì vợ là để thương yêu, với vậy không dám nạt mạnh. Trời ơi. Thấy chưa? Đây nè, một ông chồng Việt Nam điển hình nè. Đó. Chưa? Đó. Còn lần nào mong manh dễ vợ giống vậy nữa không em? Nói chung cũng em chỉ nhớ lần đó thôi, còn mấy lần kia chắc em không nhớ không. Rồi bây giờ tới Đạt. Dạ. Tật xấu của cô ấy có tật xấu không? Đó, nói luôn. Nói chung thì cũng có một số đáng kể. Thứ nhất là ghen hơi bị nhiều. Gần như là cái số điện thoại, tin nhắn, Facebook, Zalo của em là kiểm soát, tối về là kiểm soát hết. Em xóa bằng ngày. Em ban ngày em đi làm có chuyện gì em xóa liền tin có gì đâu. Mà, tối về kiểm soát đâu còn gì. Mà khó Facebook lắm. Ví dụ cái mình tới mình kết bạn nữ cái là mình dính liền. Dính liền. Còn gì nữa? Nói chung là kiểm soát quyền cá nhân của mình. Ghen nhiều nè, rồi còn gì nữa? Ghen mình tới trong mơ cũng có luôn. Tự nhiên sáng dậy, mặt cô đen luôn. Tự nhiên mình nói, ủa hôm mình đâu có ngủ, mình đâu có quậy gì đâu ta. Mà sao mà tự nhiên sáng tự nhiên giận nghe. Hỏi gà mới hôm, ghen trong mơ. Mơ rồi cái giấc mơ nào đó, xong rồi là cứ nghĩ là thực tế là... Bị luôn nè. Bị luôn. Nhẹ thôi. Hôm bên này nặng không? Cái đó thì giận nhanh hơn là dạng mình đang nói chuyện với nữ bên ngoài. Còn gì nữa? Hơi quan trọng quá vấn đề. Giống như những cái chuyện mà nhiều khi cái mình kết bạn với người đó, người ta gửi mình kết bạn thôi, bắt đầu là mà kết bạn Facebook hoặc là Zalo đó, bắt đầu là suy diễn ra đủ thứ tình huống hết trơn, là bắt đầu cái là mình làm mẩy lên đủ thứ chuyện hết. Là giống như mình kết bạn qua đó để làm gì, làm này làm đó. Kia rồi hẹn rồi này kia, là nói chung cũng hơi làm cái vấn đề nó quan trọng lên quá. Mà trong khi đó nhiều khi chỉ kết bạn bình thường thôi. Rồi bây giờ em mong muốn bà xã em thay đổi điều gì? Dạ, thứ nhất là giảm ghen lại một tí. Giảm ghen lại. Dạ. Sao ghen dữ vậy cưng? Chắc tại là em cảm thấy ổng cũng hơi dễ dụ á. Với lại chồng em giống như là mình có cái gì đó quý á, cái mình sợ nó mất. Mình phải giữ nó, mình phải cưng nó. Có khi nào mà vì hai chồng chưa có con á, rồi thành ra cứ sợ á, giống như giờ còn đang thoải mái quá rồi. Giờ ổng nhiều khi là giống mình không đủ lực á, đủ sức hút để mà giữ ổng, bây giờ phải có đứa con nữa thì mới cầm chân ổng được. Có khi nào em nghĩ vậy mà em stress không? Có một đợt đó là khoảng nay 10 ngày thì em có đi chụp hình cưới lại chứ.
xong á thì mới thấy là ổng nựng một cái đứa bé gái. Ổng nựng lần thứ nhất em cũng để ý thì cũng dễ thương, sau đó tới ổng nựng thêm cái lần thứ hai nữa thì em mới cảm nhận được là thật ra ổng cũng đang rất là mong con. Bởi vậy nên là lúc đó em cũng sợ, cũng có nghĩ tới vấn đề của chị là nếu như mà có một người phụ nữ khác mà đến mà sinh con cho ổng chắc biết là ổng đi mất tiêu rồi sao, cho nên em cũng hơi sợ sợ. Không, nhưng mà chị nghĩ rằng sau cái chuyến này về là tụi em sẽ có bầu đó. Trời ơi, cái tay nghề giờ lên dữ lắm rồi. Nước ngoài còn đặt hàng nữa. Thay nghề. Em yên tâm vụ đó. Anh ơi, thôi, mong muốn thay đổi gì nữa để chút ông này ổng ra tay cái tự nhiên. Nói chung như vậy cũng tốt rồi, bớt ghen chút là được. Bớt ghen thôi phải không? Dạ. Còn em? Ông xã em là đối với em thì đã hoàn hảo rồi. Nhưng mà chỉ thêm một chút nữa đó là lúc mà đi nhậu á thì giữ chừng mực lại chút xíu, tại vì ổng vui quá là ổng cứ uống à. Em cứ thấy ngồi chung rồi để cái ly đó cái lát ổng hết trơn, ổng quay vòng vòng thấy còn cái ông hói người ta uống đi trong khi là ổng cứ uống ực ực hoài vậy đó. Cho nên là em cao không em? Lúc trước thì uống tính lít nhưng bây giờ uống chăn xị là sao? Sỉnh rồi. Trước là tính lít đó hả? Mình tính chăn xị hả? Dạ khoan xị là được rồi, tại vì sức khỏe nó cũng lớn tuổi. Vậy hả? Uống mà tính lít nghe chưa? Tại em biết sao không? Chị nói nghe nè, bây giờ muốn có con phải bớt rượu, bớt thuốc đi mới được. Nói chung em muốn giảm. Đã bỏ thuốc rồi. Dạ, giảm rượu cũng giảm nhiều. Ừ, giảm đi cân, giảm nhiều đi. Rồi mới chuẩn bị để có em bé được, đúng không? Tại vì vợ trẻ mà. Nay là em bao nhiêu nè? Dạ, 31. 31. Chồng là 30. Rồi, xin chào hai bạn. Rồi, rất vui khi chào đón hai bạn đến với chương trình. Rồi, bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Cũng xin chào cô Hùng Dân, là anh Quốc Thận. Xin chào toàn thể khán giả đang xem đài. Con tên là Nguyễn Thanh Trung, năm nay 36 tuổi. Chào Trung. Trung đang làm gì con? Dạ, đang làm cơ quan của nhà nước. Rồi mời. Dạ, con chào cô Hồng Dân và anh Quốc Thận và các khán giả xem đài. Con tên là Nguyễn Thị Kim Đính, con 34 tuổi. Rồi con đang làm gì? Dạ, con làm giáo viên mầm non. À vậy hả? Là con dạy trường trong quận mình hay là... Dạ. Trong quận mình luôn? Dạ. Đừng nói trong hẻm nhà cô nha, trong hẻm nhà cô có mấy trường mầm non á. Dạ, con làm. Của hẻm chính đó con. Dạ, hồi trước vợ con là làm ngay cái chỗ Nguyễn Đình Chính đó, là cái trường Home In Kids. Bây giờ nhưng mà rồi nghỉ rồi. Dạ. Dạ. Hai bạn là chắc chắn rằng là sẽ gặp nhau trong một cái công tác gì đó ở phường đó, ở quận, cho nên là hai bạn gặp nhau và tìm hiểu nhau và quen nhau đúng không? Dạ. Đúng. Hay không? Giờ cuối em linh với chị. Hay quá, em linh quá. Giờ cuối. Lâu lâu em trúng được một lần mà trúng đậm trúng đà luôn. Đậm đà luôn. Giống như trúng độc đắc vậy đó. Trúng lần. Đâu hai đứa gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Dạ, thời điểm đó là đang là mùa hè xanh, dịch đi đoàn. Thời điểm đó là còn trẻ mà mình còn tuổi đoàn nên mình cũng tham gia đoàn ở tại địa phương. Thì nói chung là khi mà mùa chiến dịch đó thì nói chung là mới đầu là quen là em của vợ thôi. Tức là quen em trai biết, hay là em gái? Em gái. Em gái, quen em quen biết thôi đúng không? Quen biết là quen biết bên đoàn thôi. Em là giống như là thiếu nhi của khu phố. Thì mới quen. Thì mới nhưng cái mùa đó là đang làm lễ cái dịch mùa xanh mới mời, đó là kêu chị hai đi cho vui. Nói chung đi là đi cho vui thôi, đi biết đi đoàn thôi. Thì tình cờ là gặp. Rồi tình cờ gặp thì cái ấn tượng đầu tiên của con về bạn này sao? Dạ. Ấn tượng đầu tiên của con khi con nhìn thấy bạn này thấy ấn tượng gì? Con có thích liền, có kết liền không hay là không sao? Con, thời điểm đó là nhìn tưởng thiếu nhi con. Mà nhỏ quá hả? Từ nhỏ con quá đúng không? Hồi bây giờ là mập hết chứ. Chứ sao thời điểm đó có ốm mà lúc đó em nhiêu tuổi? Nhi á, nghĩ thiếu nhi. Dạ mới có 20 tuổi à. 20 tuổi thì ổng hơn người ta có 2 tuổi thôi. Mà ổng nhìn tam tử ta thiếu nhi. Mà ổng làm như là ổng lớn lắm. Không vậy phải đó. Tại vì ổng dậy thì dữ lắm, ổng dậy thì sớm, ổng cao to nữa. Lúc đó em có 42 kg ạ. Vậy là lúc đó con mét nhiêu? Con có mét rưỡi. Mét rưỡi mà 42 kg mà là nhỏ xíu xíu. Chị... ổng chồng lúc đó mét 8 không? Dạ mét 8. Đó, ổng cao hơn có 30 cm hay nhiêu. Nhưng mà ốm. Cũng ốm luôn. Anh ốm nhờ. Vậy đó hả? Rồi con gặp ảnh có ấn tượng gì không? Con lúc đó con thấy hả thì kêu tên qua lại vậy thôi. Rồi xong rồi thấy ảnh nói chung là bình thường. Chưa cái ngày đó là chưa có ấn tượng. Chưa ấn tượng gì hết. Nói chung là hai bạn bạn này thì ấn tượng bạn này là giống thiếu nhi. Thấy không? Là đây chú dẫn đi chơi, đúng không? Còn đây thì không có một ấn tượng gì hết. Hồi vậy sao quen nhau? Đó. Sau cái chiến dịch mùa hè xanh đó thì bao lâu tụi con chính thức quen nhau? Chắc cũng được 2 tuần hay gì. 2 tuần là 2 đang tuần. Đi
cũng lâu quá. Chà, chị ơi con. Hai tuần lễ luôn. Hai tuần dữ lắm á, hai tuần là 14 ngày á. Quen là quen làm sao con? Tại vì lúc đó là cái ngày đó là đi sinh hoạt đoàn thiếu nhi mà cái ngày đó ảnh á thì ảnh nói là ngày mai thứ bảy chủ nhật anh bận rồi, thôi em dẫn mấy đứa nhỏ sóc mấy đứa nhỏ để cho tham gia chơi lễ hội mùa xanh. Thì con thì cũng nghĩ là lúc đó là thì thôi thì mình cũng lúc đó cũng vô mùa xanh mình thấy cũng thích rồi, thôi chạy dẫn mấy đứa nhỏ quan tâm lo mấy đứa đó cũng chơi hòa đồng vậy. Rồi con mới nói thì cũng nhắn tin qua lại là anh dặn là ngày đó chương trình gì chương trình gì. Rồi thì con cũng làm theo vậy á. Sau ngày đó dẫn lên cái coi như là lên tiết mục là ngày chủ nhật ông bà cháu, thì anh tối chiều anh mới gọi điện thoại là anh dặn là anh nói tối nay anh lên trễ có gì em á lát hồi lo cho mấy bạn đi mấy bạn nhỏ. Xong rồi thì lúc đó thì con cũng lo, xong rồi tối anh cũng lên. Anh lên thì lúc đó anh mới nói là anh mới coi thử rồi sao, thì lên tự nhiên anh vuốt tóc con. Anh ngồi sao anh vuốt tóc thì lúc đó con mới có ấn tượng. Tự nhiên tim đập nó giống như là người nó nắp trai vuốt tóc đúng không? Dạ đúng. Tức là ngộ ha con, người ta cái tình yêu nó ập đến một cách lạ lùng lắm. Không có cái gì hết trơn, vuốt cái pẹt cái là yêu. Sao lạ lùng vậy? Ủa nhưng mà điều gì mà khiến cho em vuốt tóc cái em bé thiếu nhi này? Thời điểm nó tóc dài mà mướt. Nhưng mà cái vuốt tóc đó của con là vuốt tóc của một người anh đối với một em bé hay là của một người con trai vuốt tóc người con gái mà mình đã cảm thấy là mình hơi thích rồi? Dạ đúng rồi. Là lúc thời điểm đó là cũng nói chung là tại vì khoái đi chơi không? Với gia đình sao nó cũng nhắn tin qua lại nói chung là cũng đã thích rồi. Đó là cái vuốt tóc của cái một người con trai với một người con gái đúng không? Bởi vậy bé này nó mới nóng rần rần. Chứ còn một người anh mà vuốt tóc một đứa thiếu nhi là không có nóng được. Thầy em vuốt ơi. Kiểu kỳ lắm. Còn kiểu bạn trai mà vuốt tóc để tỏ tình đó. Điện đó con, dạ. Điện đó. Mà lúc đó em có cảm thấy có điện nó xuyên qua người có không? Thì có. Xuyên. Cái dòng mà chị nói em nghe cái tóc á, cái điện nó truyền qua tóc dễ sợ lắm. Thành ra là khi mà cái bàn tay nó nóng lên á mà vuốt cái tóc này á là cái đương sự đó là sẽ bị tóc nó giật ngược, cái điện của tóc giật ngược trở lại người. Rần 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 nóng lên là lý do đó. Thiệt. Sao em không cảm nhận được đó là em không có tóc. Lấy gì mà cảm nhận. Rồi sau đó thì đến bao lâu thì coi như là hai bạn mới có nghĩa là có một cái bước tiến xa, đi chơi đó. Riêng rồi đi gia đình xe, có... đi coi phim đồ này kia rồi có ra mắt gia đình không, mà gia đình hai bên có chịu không? Dạ lúc đầu thì có, nói chung là cũng có đi chơi rồi, tại sao chủ đó là hoạt động đoàn. Sau bữa đó đó rồi có rủ người ta đi uống cà phê rồi đi coi phim đó, không có không, nói chung là sau đó là đi làm công tác sau đó mới rủ về nhà, thì rủ về nhà chơi thì thời điểm đó là lúc đó có bố có mẹ rồi có em trai ở nhà nữa. Rồi sau đó tự nhiên hỏi cái bố mẹ đi công việc hết rồi, em cũng đi luôn thì nhà chung là cũng có hai vợ chồng ở nhà thôi. Thì điểm đó là nụ hôn đầu tiên đó. Là ở nhà hả? Của em dạ. Nhất định không ở rạp chiếu phim mà là ở nhà luôn. Có nghĩa là dắt qua nhà cái hên quá ông bà già đi hết. Mình tính không bằng trời tính đó, thấy không? Thiên thời địa lợi đó đúng không? Dạ. Là chỉ là nụ hôn đó đúng không? Rồi nè, cái lúc hôn á nó điểm. Nóng giống như là lúc vuốt tóc không? Đó, lúc đó nó tự nhiên mình cảm thấy nó lạ lắm, nó ngộ lần đầu tiên nữa bởi vậy. Rồi là sao nó tê tê đúng không? Dạ đúng. Rồi lúc đó hung là hung ngồi không hay đứng? Tại đứng là đứng đâu đứng không? Đứng là bị khòm xuống. Chết đúng không? Rồi sao nè, rồi sau đó thì là nói chung là bên gia đình có biết, bên gia đình của em á biết được cái tình cảm của hai đứa thì có ủng hộ không? Này cũng đi qua lại vậy á. Nhưng mà xong thì tới cái mùa trung thu, nhớ nhất là gia đình bên nhà ảnh á đem qua giống như là để hỏi trước thôi, để giống như hai đứa quen nhau để cho biết hai bên gia đình. Nhưng mà thực chất bên gia đình con không có chịu. Tại sao vậy? Nói là con còn nhỏ quá. Rồi với lại nói riêng con á là nhà đó có khá không mà là quen. Rồi phải quen người nào phải có vật chất sau này mà mới sung sướng. Cho con đỡ khổ đó. Dạ đúng rồi. Quan điểm của ba mẹ sao? Rồi từ lúc đó con biết điều đó không? Từ lúc đó là con cũng chung là
bên gia đình vợ á, thì cũng lúc thời điểm là nói như vậy, là em còn nhỏ để đi học, thì bản thân cũng nói là để cho em đi học, thì con chỉ qua đây là ta để mà xin phép được quen em thôi, chứ không có là không có gì. Nhưng mà coi như là gia đình bên này không chịu. Đúng rồi, sao và em rồi sao? Cái con cũng làm liều luôn, quen cũng quen quen đại luôn, cái xong rồi cũng một thời gian vậy con cũng bỏ đi. Con bỏ nhà bỏ nhà luôn. Lúc đó là đi, tức là hai đi đứa đâu? Là đúng rồi đó, đi đâu rồi ba mẹ có đi kiếm không hay như thế nào? Ở chung cũng đi kiếm hay gì á. Em đi nhưng đâu mà, em bỏ nhà em đi đâu? Kiếm ngay giống như là cái nhà trọ hai đứa ở. Anh cũng vẫn đi làm bình thường, xong tới giờ về với con vậy. Mà đi con đi có 3 ngày con về. Mấy ngày? 3 ngày. Tại sao về? Thì cái xong lúc đó tự nhiên em thấy anh nói thôi đem về đi, có gì thuyết phục gia đình chứ mình vậy là không có được. Cũng đi. Rồi cũng là hai đứa cũng nói về thì cũng nói dạ dạ, nói con vậy dạ dạ. Cuối cùng con cũng thời điểm đó là con đi làm vừa đi học nữa, thì con rồi xong rồi cũng quen. Nhưng mà lúc mà con bỏ đi vậy đó, rồi ba mẹ có đi kiếm con không? Có đi kiếm, con cũng biết đi kiếm, rồi xong thấy đi về. Có báo công an được không? Có luôn, đủ. Con bỏ nhà đi mấy lần? Con hả, đi tới 2 lần. Lần thứ hai là cách lần thứ nhất bao lâu? Cũng mấy tháng. Về là lúc đó là cho con ở nhà luôn. Không cho con. Không cho con không, đi, không gặp ảnh. Không cho con đi làm, không cho con gặp ảnh. Dạ đúng rồi, cấm. Sẽ phải bỏ nhà đi lần thứ hai. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi em, cái lúc mà vợ bỏ nhà đi, lúc đó bạn gái bỏ nhà đi, bạn còn rất là nhỏ, và đã vậy bên gia đình bên bạn này lại không thích em nữa, thì lúc đó có sợ không? Nói chung là bản thân thì cũng có hơi sợ một chút. Sợ điều gì? Nói chung là sợ là ví dụ như sau này làm khổ em đó như thế nào. Nhưng mà thì nhìn chung thì mình cũng suy nghĩ là thời điểm đó là cũng đã đi làm rồi. Như công việc rất là ổn định, tại làm ở cơ quan nhà nước mà con, công việc rất ổn định. Tại thời điểm đó là em vô làm cơ quan nhà nước đã làm rồi. Nói chung cũng tại vì gia đình cấm cản rồi cũng nói này kia, cũng có thời điểm nói chung là hai bên gia đình cũng có bờ lề qua tiếng lại nên cũng có hiểu lầm. Nên bản thân thì cũng cố gắng nên em này đi bỏ đi nhà thì bản thân cũng muốn là về nhà, nhưng mà tại vì do là hai đứa nói chung là thời điểm đó rất là thương nhau. Đó, nên mới vậy quyết định là thôi để từ từ mình sẽ về mình nói với cha mẹ sau. Nhưng mà lần thứ hai là tụi con đi là tụi con có những cái quyết định gì mà nó dữ dội hơn lần thứ nhất không? Có, thời điểm đó là tháng 5, là lúc đó thời điểm tháng 5 thì đi tới tháng 5 thì gần Tết nữa, thì em ăn Tết rồi sau đó qua tới tháng 5. Thì tháng 5 hai đứa con mới làm đăng ký kết hôn luôn. Đăng ký kết hôn luôn. Tự dẫn nhau đăng ký kết hôn luôn. Dạ. Không sợ gì hết. Dạ. Rồi sau đó sao? Về mẹ của em biết không? Dạ biết. Tại vì mẹ nói là giờ hai đứa cứ ra làm đăng ký kết hôn. Là mẹ chồng coi như là ủng hộ. Dạ, bố mẹ chồng thương lắm. Bố mẹ chồng thương vợ. Dạ. Rồi sau đó mẹ chồng mới khuyên, có qua nói chuyện với có mẹ. Mới khuyên nó thôi con về con nói chuyện với gia đình con đi. Chứ nếu mà giờ không nói lòng được, đời mình con gái mà có một lần thì bố mẹ mới khuyên vậy. Rồi con có về không? Dạ có. Rồi về rồi phản ứng của mẹ hay sao? Thì mẹ bà buồn bà khóc rồi. Rồi xong cuối cùng là bên gia đình chồng có qua nói chuyện với bên gia đình bên đây không? Dạ có. Rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng là nói chung là cha mẹ của vợ thời điểm đó cũng có đồng ý chưa hay là đã đồng ý rồi. Lúc đó thời điểm đã đồng ý thì lúc đó mới mời cha mẹ qua để mà xin cưới luôn. Đồng ý mà cũng hơi buồn. Dạ đúng rồi. Buồn là bởi vì đi bỏ nhà đi. Dạ. Rồi đã vậy đi rồi đăng ký kết hôn nữa. Dạ. Đúng không? Nhưng mà cũng phải đồng ý. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì mới đám cưới? Dạ vừa nói xong là qua tháng sau đám cưới luôn, hai đứa cho làm đám cưới luôn. Rồi cưới xong rồi có một cái biến cố gì nữa không? Hai đứa. À, cưới xong á, thì sinh ra lúc đó thời điểm là vợ sinh đứa đầu tiên á, là lúc đó 1 tuổi rưỡi, thì biến cố lớn là thời điểm đó là em đang bị bệnh
Ai? Con. Dạ. Em bị bệnh. Con bị bệnh, bệnh gì? Dạ, bao tử. Bị da dày. Rồi sao? Nặng không? Dạ nặng. Thời điểm đó là bác sĩ là chỉ định mổ. Nhưng mà sau đó bác sĩ chụp hình như thế nào không biết, nói là phổi có vấn đề, nó mới kêu là thôi điều trị phổi trước, rồi sau đó mới điều trị cái này lại. Thì trong cái thời gian đó là điều trị phổi á, thì cái nhớ kỷ niệm nhất là ngày 14 tháng 5 là 2013 á, là đang ở nhà, nói chung là cũng đang bệnh trong người nữa, mình nằm nhà nghỉ ngơi thì tự nhiên nghe tiếng tách nghe là thấy người mình bắt đầu là đổ mồ hôi rồi nhiều, rồi lên cơn đau là bắt đầu là không biết gì, chỉ biết đau thôi. Ủa là sao, là bị gì? Phải thủng, bị thủng bao tử. Trời ơi, nghe cái tách luôn hả? Dạ nghe. Con nghe luôn á. Nghe dạ, luôn rồi, tiếng lớn lắm. Dạ không có mê, mình vẫn biết cái cơn rồi đau nó rất là. Anh hét lên cái xong bố mẹ chồng mới chạy xuống hỏi, ủa có chuyện gì vậy Đính? Thì nó hình như anh bị bể. Trời đất ơi. Nhưng mà lúc đó là phổi là đã bớt chưa? Đang điều trị cái phổi đúng không? Cái phổi là đang điều trị, nhưng mà điều trị phổi mà chưa kịp điều trị đau tử thì nó bể. Thì phổi đó lúc đó bác sĩ thăm khám là phổi không có vấn đề gì. Là chuẩn bị là chuyển qua cho để mà đi bao tử đó. Chưa kịp. Đó. Chưa kịp là nó mọt, nó bể luôn. Rồi sao? Đi vô trong bệnh viện thì là bác sĩ vô trong là giải phẫu liền đúng không? Dạ không. Trời, 8 giờ mà vô mà tới 12 giờ, 1 giờ mới cho vô phòng mổ. Mà bác sĩ nó là bây giờ nếu mà mổ á 50 với 50. Coi như là ở người nhà chuẩn bị tinh thần đi. Trời đất ơi, trời ơi, lúc đó con mới có 1 tuổi rưỡi sao đúng không? Dạ đúng rồi, con mới có 25 tuổi. Trời ơi. Rồi sao con? Rồi sao nữa? 1 giờ mới vô phòng mổ. Dạ. Cuối cùng có mổ không? Đâu dạ, có chứ, mà giải phẫu chứ. Dạ. Tại mổ vì để mà làm lại hết cái bao tử của mình luôn. Cái dịch nó tràn ra hết luôn rồi trong cơ thể mình. Dịch nó ra ổ bụng hết rồi con. Trời ơi, con nghĩ là con bị bể ra luôn đó. Dạ. Bể theo cái kiểu mà giống như nó giống như là nó không phải lỗ nhỏ mà nó bự luôn con. Nó bự mà nó giống như là nó cương, nó như là nó tức á rồi. Dạ đúng rồi, giống như bong bóng mà bể tan nát. Rồi nghe mà. Dạ đúng. Nghe cái tiếng nổ mà đúng không? Dạ. Thôi khủng khiếp thiệt. Rồi sao kể tiếp đi. Tức là vô trong phòng mổ là em biết hết. Dạ không, phòng mổ là như là không cái lúc mà nằm ở ngoài đi vô á. Dạ, cái lúc mà đi hết. Vô là biết hết luôn. Là biết hết. Lúc đó là em đi theo chồng. Dạ đúng rồi. Thôi em cái giấy mà sợ 50-50. Rồi xong rồi con hả, giống như là phải cầu nguyện, coi như trông chờ vào, giống như nghĩ là phép màu. Tại vì lúc đó bác sĩ nói là gia đình chuẩn bị tinh thần đi. Đó nghe cái đó khủng khiếp lắm. Có nghĩa là 50-50 đó đúng không? Nhưng mà rồi mình sao? Vẫn phải mổ. Rồi cũng cầu nguyện cho ảnh. Bao lâu thì ảnh mới qua có ngày kết quả? Qua ngày sau cái xong rồi nó đáng lẽ là thường mổ phi 1-2 giờ sáng đi thì ít nhất cũng phải 90 giờ trưa được ra. Còn này đợi 90 giờ trưa mà bản tên không thấy tên. Càng lo nữa. Dạ đúng rồi. Cứ sợ hoài mà gặp có mình còn à. Đúng rồi. Cái xong rồi cái lúc trưa cái bác sĩ mới nói là cho vô thăm người nhà. Mà cho vô thăm á, trời ơi, thấy ảnh tội nghiệp. Dây nhợ đeo tùm lum người á. Rồi chỉ biết là nói là thôi anh ráng. Rồi lúc đó con của con thì nó ở nhà với bà nội hay bà ngoại? Đúng rồi. Không, bà nội. Ở với bà nội. Ở xong rồi cũng về ông bà ngoại luôn. Trời ơi. Rồi dạ. lúc mà vợ vô, lúc mà con mổ, bao lâu thì con tỉnh? Dạ, khoảng 5 giờ sáng là mình đã tỉnh rồi con. Nhưng mà cái lúc mà. Vợ vô là có cảm nhận được không? Dạ, có, là biết hết. Chắc vợ khóc nhiều lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là chắc con nghĩ trong đầu con là bằng mọi cách là con phải vượt qua khỏi cái căn bệnh này, bởi vì vợ còn trẻ mà con thì còn quá nhỏ đúng không? Bây giờ sức khỏe con sao rồi? Giờ sức khỏe bây giờ ổn. Ổn hết. Bác sĩ nói sao? Giờ ổn, không có vấn đề. Ổn hết, xong cái bao tử là coi như là renew lại hết rồi đó. Sao là làm sao ta? Chắc người ta khâu lại. Dạ đúng rồi, cũng nghe nói cũng có cắt một phần nào nữa trong cơ thể anh. Lúc đầu là anh ăn chỉ ít sỉnh, không ăn nhiều được. Bây giờ ăn cũng đâu có nhiều đâu đúng không? Không, sau này từ từ mới ăn cũng. Cái tướng này mà đâu ăn hết được. Rồi sau đó rồi đến bao lâu thì em mới bình phục lại? Mất khoảng thời gian là bao lâu mới bình phục lại? Dạ khoảng 3 năm. 3 năm trời. Rồi 3 năm trời đó có kiên cử gì không? Dạ, kiên cử thì nói chung là cũng kiên nhiều. Ăn ít chứ không được ăn nhiều mà ăn nhiều cử. Ở vụ kia có kiên không? Vụ kia chắc không. Tại vì anh phải kể cho phá không khí. Anh thấy vợ nãy giờ tội nghiệp quá. Vậy là bây giờ hai đứa có mấy đứa con rồi? Dạ hai đứa. Vậy là cái đứa đầu là
tuổi rưỡi là ổng đi dính. Dính cái biến cố, đúng không? Dạ. Rồi ổng dính về xong một cái là có đứa thứ nhì luôn. Dạ. Nói, trong 3 năm đó đó, trong 3 cái năm mà ổng bình phục lại đó là ổng vẫn hoạt động bình thường cái vụ kia, đúng không? Tại vì con nói là thôi anh bệnh chắc anh đi không sao đâu, không sao. Cứ kia. Một lần mò mà con. Một phát ăn ngay là có đứa nhỏ thứ nhì liền luôn. Đứa nhì. Trời ơi, cái của hai chồng. Súng đạn nó bể cái hoạch luôn đó chị ơi. Nó bể, nó bể cái ruột thôi chứ cái vụ kia đâu á, nó không có bể. Tử đâu liên quan gì tới cái kia đâu. Hai con tù khác nhau mà, đúng không? Trời ơi, vậy là có em bé liền. Dạ. Ừ, vui không? Rồi đứa sau là suôn sẻ hết hả? Có vấn đề gì nữa không? Dạ suôn sẻ. Không hiểu không? Ủa là trai gái à? Dạ hai bạn gái hết. Hai gái đúng không? Rồi giờ kinh tế tụi con ổn định hết chứ hả? Dạ ổn. Nhưng mà cái giai đoạn mà con vừa phải bình phục rồi vợ lại mang bầu đứa thứ hai thì cái giai đoạn đó kinh tế có khó khăn không? Tại vì tiền chữa trị, tiền thuốc men, tiền nuôi hơi khó khăn con cái. Mà cũng nhờ chung là cha mẹ cũng đỡ đần. Tại thời điểm đó cha mẹ cũng có làm mà không có. Lúc đó là chắc gia đình hai bên thuận thảo hết rồi ha. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Thấy rồi cứ bệnh đau hoài rồi xong mà cha mẹ hai bên cũng nói thôi thấy thiếu hụt hoài, nhiều khi không có tiền mua sữa đây kia cái cha mẹ hai bên cho. Mình hai nhà gần nhau mà đúng không? Dạ lúc đó không có gần nữa, người ở quận 12 với ở Phú Nhuận nữa. Rồi bên này gặp biến cố là bị cái ruột. Còn em thì có bị cái biến cố gì nó xảy ra không? Sau này thì bé nhỏ nó được 4 tháng mấy thì con đi làm, cái xong rồi nó tự nhiên là lúc đó 4 tháng mấy làm là qua Tết á, tự nhiên tay chân con cầm gì nó cũng rớt hết. Coi như là rồi nó không cảm giác nữa. Kỳ vậy? Dạ. Ủa sao? Sao vậy? Cái tê tay này kia cứng luôn. Rồi con phải nghĩ là có dấu hiệu bị tai biến không? Không, nó bị giống như là chạy xe không được, nó tê mấy cái đầu ngón tay. Rồi làm sao? Cái tay trái hả? Dạ. Bác sĩ nói con bị gì? Bị chèn dây thần kinh. Trời rồi hả? Nó bị cái cục xương nó muốn lòi luôn. Vậy là có phải đi mổ hay chữa trị gì không? Có, con tiểu phẫu là phải đi mổ phẫu rồi. Con nghỉ ở nhà cũng một thời gian cũng 3-4 tháng cái mới đi làm lại. Trời đất ơi. Lúc đó là trong giai đoạn mà bạn này đang phục hồi đúng không? Dạ. Trời sao xui dữ không biết nữa. À quá vậy cứ giống như là mình nợ là nợ. Bởi thôi cho cha mẹ hai bên cũng không thể nào mà không đồng ý được, phải xúm vô để mà hỗ trợ. Đúng cho giờ bỏ tụi nó cho nó chết luôn á, sao giờ đúng không? Thôi nhưng mà bây giờ thì đã tất cả mọi sóng gió, những cái biến cố nó đã xảy qua hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng qua cơn bị cực rồi đó. Dạ đúng. Tới hồi thời lại đấy. Nhưng mà trong những lúc khó khăn như vậy, hai đứa có bị bế tắc rồi cảm thấy khó chịu rồi có cãi vã nhau không? Nhiều lúc thì cũng có, nhưng mà nói thôi thà không sao đâu, từ cũng nói ảnh vậy á, thôi bây giờ mình khó khăn cái từ từ mai mốt sau mình cũng có, mình ráng làm đi cũng có được khá giả. Đỡ lo chút thôi chứ không có sao đâu, cố gắng đi. Vẫn luôn đồng hành bên nhau. Dạ. Đúng không? Rồi bây giờ cuộc sống là có tốt hơn nhiều không? Dạ, có đỡ hơn chút ạ. Đã nó qua cơn bị cực rồi mà. Bây giờ muốn hỏi thêm cái nữa để vui trong bụng này. Về kinh tế có ổn hơn được không? Dạ, giờ thì cũng đỡ ổn. Tại vì hai vợ chồng vừa đi làm mà con thì buôn bán thêm đồ nữa vậy. Tại vì thời điểm đó cũng nhờ nhỏ bạn á, mua đồ trên mạng bình thường thôi, cái xong rồi thấy vậy á, ta thấy mình khó khăn quá tự nhiên tới thương bạn bè kiểu như mua đồ qua lại giùm á, cũng tình cờ biết mua vậy thôi, cái xong rồi người ta giúp đỡ mình. Là bây giờ con bán hàng online luôn hả hay sao? Dạ vừa bán hàng online rồi xong rồi làm. Vừa đi dạy ha. Dạ. Hồi nãy nói dạy gì em quên rồi. Dạ vậy, trường mầm non. Vậy hả? Rồi thôi, bây giờ cái tay thì ok rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là mỗi lần dẫn lên nhéo ông vẫn được đúng không? Thôi giờ cũng phải qua cái kia. Vô kia chị ơi. Đáng lý là thì cái cặp này cưng quá, không có muốn hỏi cái kia đó quá. Nhưng mà cái format của chương trình là vẫn phải là sau khi về ở với nhau rồi á, thì có những cái tật xấu gì của đối phương nó mới lùi ra mình hồi lúc yêu nhau mình không có thấy. Đó, có không? Phải có tật xấu gì không? Nói chung là vợ mình cũng có tật xấu, phải có chứ. Đâu tật gì mà con thấy là con chưa có ưng bụng lắm đâu, tật gì đâu, nói cô nghe coi. Bừa bộn quá. Bừa bộn. Nhiều khi tại cái tay nó
yếu đó. Không phải, tay yếu, yếu này, còn cái này là cứ đồ về là dục rồi đó. Ừ. Rồi ai dọn? Dạ, chồng dọn giùm. Chồng dọn không? Phải chồng bực mình phải không? Bởi chồng lên án liền đó, thấy không? À. Bừa bộn. À. Nhưng mà mỗi lần bừa bộn gì, mỗi lần dọn gì có càm ràm bá không? Không. Ít. Có vừa làm vừa nói không á? Cũng ít rồi. À, không đáng kể làm mệt rồi, về làm mệt rồi mà làm nữa đâu, mình cũng làm cho xong rồi. Ừ. Rồi ở nhà chăm cũng không còn sức để nói nữa thì mệt quá rồi, không còn sức để nói nữa. Ừ. Rồi ở nhà hai đứa, hai cô con gái là ai là chăm nhiều nhất? À, chung em chăm nhiều nhất. Ừ. Đâu còn tật xấu gì nữa không con? Ngoài hay quên lắm cô. Hay quên hả? Ừ. Thầy nó mổ tay nó hay quên. Ngoài lại sanh hai đứa nữa thôi, bỏ luôn. Có cặp vợ chồng gì ông chồng đó hay quên mà hay chứng tỏ mình nhớ dai á. Hay quên là nhớ đúng, hay quên mà thích chứng tỏ mình là người nhớ đúng. Nhớ đúng, ừ đó vậy đó. Bà có rồi. Vậy không? Hay quên mà cứ không, nghĩ quên là mình quên luôn á. À. Nhiều dội lắm. Dù đang làm gì vấn đề, đang làm gì xíu cái quên, cái bắt đầu đi qua làm việc khác. Ừ. Là cái đó là còn để lại. Đó là mất tập trung á. Ừ. À, con đang làm cái xong mà ảnh cứ kêu em làm này cho anh. Còn không làm cho ảnh cái anh buồn. Ừ. Thấy vậy thì thôi, chạy làm cho ảnh là chứ. Con quên cái con đang làm, đúng không? Ừ. Đó. Thấy vợ vui tính quá. Vui tính rồi trẻ con quá. Ừ. Rồi còn gì nữa không con? Nói chung là hết rồi con. Có hay nhẹ dạ cả tin không? Nói chung cũng tính cũng thật thà. Đúng rồi. Thật thà. Cô nói chuyện cô thấy thấy bé nó thật thà quá. Ừ. Nó dễ bị gạt lắm nè. Có không? Bữa nào có, cô mà thật thà thiệt. Cô mà đến một khóc lóc cô nói con ơi cho cái mượn tiền quá kẹt rồi, cô khổ quá là cho. Ý là ai mà nói gì là tin à? Dễ tin người. Ừ. Thế này có bị ăn hiếp không? Có. Hiền quá rồi đúng không? Hiền. Hồi đó giờ, bây giờ em nói thiệt đi, hồi đó giờ đi chơi với bạn có bị bạn coi như ăn hiếp, bạn chơi kèo trên không? Có, nhiều lúc cũng có. Rồi những lúc vậy thì sao? Bởi vậy nhiều khi con ít, em ít bạn lắm. Thì mỗi người mỗi tánh, bây giờ làm sao bây giờ? Ừ. Bé nãy giờ nó muốn giữ chắc cũng không giữ được à. Đúng không? Con không thể nào con giữ được á. Thôi kệ, nhiều khi là những cái gì mà con bị thiệt thòi á đối với bạn bè xung quanh á thì sau này á là con của con nó sẽ không bị như vậy. Dạ đúng rồi. Nó sẽ được hưởng cái Hai đứa nhỏ nó làm sao? Trời ơi, hai đứa nhỏ nó là bạn bè hả? Đứa nào cũng bu quanh nó thối ngày mà kêu bạn mua trà sữa uống là cứ có là uống. Đứa lớn nhiều ngày đem ly trà sữa về không người. 11 rồi. À, đứa nhỏ nhiêu? Dạ, năm nay 8. Thôi cũng lớn rồi, dạ. Nó mạnh rồi. Rồi bây giờ có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Chung là vợ thay đổi là cái thứ nhất là mình đừng có bừa bộn. Ừ. Thứ hai là dù mình quên nhưng mà mình phải có sổ ghi. Nhớ mình làm cái gì để mình nhớ. Rồi nó ghi xong rồi nó không nhớ cuốn sổ nó để đâu thì làm sao? Đó là quá nặng luôn, đó là hết thuốc rồi, đó là để cho chồng giữ luôn. tại vì có những người đó giống như sinh á, con sinh thường hay sinh mổ? Dạ con sinh mổ hai đứa đó. Hai đứa nó quên là đúng rồi, không có nhớ đâu. Bữa đó cái cô vợ mà cái anh chồng kia nói á là có luôn, có nghĩa là cổ hay quên nhưng mà trong đầu cổ lại mặc định là cổ nhớ đúng. Cái đó ác lắm luôn. Ừ. Mà cái đó dạ là bệnh luôn, không thể nào chữa được. Trời, cái đó là mâu thuẫn hoài luôn á, drama hoài luôn á. Giống như là nói chứ anh em lấy giùm anh cái này nghe. Ly nước. À, một ly nước đi. Cổ chưa hề lấy ly nước ra bàn. Nhưng trong đầu cổ là cổ đã lấy rồi. Cãi cho bằng được là em lấy rồi. Mà chồng nói chưa hề có ly nước. Em lấy rồi. Vậy đó. Mà có cái dạ, nhiều lúc luôn nhớ mình đúng. Con sợ hay quên gì á. Nhiều lúc con cãi báo thức miết. À, tới giờ không? Là giống như ảnh uống thuốc hay gì á, hay hỗ trợ thêm bao tử gì á là con phải cài báo thức. Ừ, cài báo thức đi con, chứ nó ghi sổ là nó không nhớ sổ để đâu đâu. Nhiều lúc cài báo thức cũng hay bực mình lắm cô, tại vì cứ 5 phút báo một lần, 5 phút báo một lần, đang cái dòng mà đang ngủ mà 5 phút báo một lần, 5 phút là khẩu ngủ quá trời chuyện cần nhớ, thành ra là cứ 5 phút là không chép luôn á. Thì mà nhỏ ngủ không đủ giấc á, mà cứ báo thức hoài. Con ghi vô trong cái điện thoại, con để chế độ rung đi con. Dạ. Không được, không có sao á. Điện thoại lúc nào mình cầm trên tay á. Dạ. Chế độ rung cứ 5 phút nó nhắc con lần. Nó rung là đen là mình làm cái gì. Ôi, chứ có điện thoại gì nhiều lúc quặn luôn. Thấy chưa, không nhớ để điện thoại đâu nữa. Con nó nặng quá rồi. Làm sao? Cũng có đó cô, đó. Có đợt nó đi Đà Lạt cũng bị mất cái điện thoại rồi đó con. Mà bảo quên đúng không? Dạ. Không nó để trên bàn xong rồi gia đình chạy xe thôi. Cái hồi mới nói anh ơi, điện thoại em đâu? Ô, điện thoại em bỏ túi.
đâu kiếm cuối cùng có quay lại gần tiếng rưỡi. Vị trí đó đi tiếng rưỡi không? Nó chạy tiếng rưỡi không chạy quanh lúc lại. Lúc đó là con bỏ hai cái điện thoại của hai đứa nhỏ vô, cái tự nhiên bỏ điện thoại mình ở trên bàn. Rồi giờ lát họ mới chặt nha. Giờ tới em đó, ổng có bao nhiêu thật xấu, khui đi. Ảnh nè, chị nông tính nè. Nông tính. Cái gì cũng được á. Nông tính là thể hiện như thế nào? À, nhiều lúc, nhiều khi làm mà gì mệt á, nhiều khi bực bội hay cáu hay thôi. Có là ai không? Thì ảnh cũng có quát la vậy thôi xong rồi. Thế là em nghĩ thôi cài nóng tính la vậy xong rồi lát rồi mình xin lỗi ảnh hay này kia, mình nói nhỏ nhẹ cái anh ảnh xìu với vậy. Cho nên ảnh la là tại vì con hay quên đó. Dạ đúng rồi. Đó là con cũng biết. Nhiều cho con dạ. Con bừa bộn đó. Hả? Đó cô nghĩ là chỉ có hai cái đó làm cho ảnh bực bội la lên thôi. Mỗi đúng lần à, cái chuyện đó có như con lỡ tay. Dạ. Em lỡ tay rồi ảnh la lên vậy có bao giờ bị quýnh không? Bị quýnh quán đó. Có lúc nói xong không biết làm gì nữa. Bị quýnh quán. Đúng rồi, bị mất phương hướng á con. Thực sự nhiều khi đó không phải làm vợ con cố ý đâu, mà là tức là đó giống như là sanh nhiều ha, rồi bản thân vợ con là cái người quá hiền lành á, quá hiền lành, với lại cái thần kinh cũng không có vững bằng người khác, tại vì quá hiền, quá kiểu mà thật thà, không có đúng kiểu vậy. Như ờ đó. Đó có những người như vậy đó con, họ lành tính quá đi, thành ra là bây giờ theo cô á là con chỉ nên nóng khi vợ con bừa bộn thôi. Còn nếu mà vợ con bị quên á thì con đừng có nóng, là tại vì cái đó không phải là cố tình, mà là do là bây giờ nó quên là nó quên thôi, chứ không thể nào mà mình phải cải thiện từ từ. Cho nên lúc mà mình nóng lên á là càng quên nữa. Đúng càng lính quýnh lên, mất định hướng, là không biết là mình phải nên như thế nào, mình làm như thế nào, thì như vậy cũng tội nghiệp. Thành ra con chỉ nên nóng khi mà vợ con bừa bộn thôi, để cho vợ con sửa cái đó thôi. Mà anh nghĩ cũng nên hạn chế cái việc nóng tính mình với người vợ này. Anh nói thí dụ nha, cổ đang làm một cái việc gì đó, cổ đang cầm một cái vật nhọn hay gì, một cái vũ khí gì đó. Không, cái này là có thiệt nha. Có nghĩa là vô tình thôi. Em có nghe trong một cái hoàn cảnh nào đó, em không kiềm chế được, em la lên một cái, cổ có bất ngờ quýnh quán, thì những cái vật mà cổ cầm trên tay nó có khả năng gây sát thương cho cổ, cho cổ và cho cả những người xung quanh luôn. Thì cái đó rất nguy hiểm. Không, thực ra tại vì bị giật mình thôi chứ. Không phải chị, có chị mình. Với tình trạng của bạn này thì nói chung là mình nghĩ cái chuyện mà lính qua lính quýnh, khi mà bị có một cái tác động từ ở bên ngoài thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là lính qua lính quýnh, không biết làm một cái gì cả. Đó. Thì đó, ví dụ như rơi, chẳng hạn như mình đang cầm cái mình rơi, cái rớt vô chân mình đau, ví dụ vậy. Hoặc là con đang sắc đồ chẳng hạn. Đúng rồi. Vậy. Cái đúng hết đứt tay đó. Cái bị đứt tay. Đó. Đó. Tội nghiệp em. Hiểu không? Em phải đúng, thật sự ta được cái là nhà ít cầm dao lắm. Không cho cầm dao. Không phải, thí dụ vậy thí là bếp là, tại bếp là em nấu hết. Thì biết đâu được bữa nào bà hứng lên á, cái bà hương ấy lên cái bà không. Hoặc là nhiều khi á bà giá đồ thôi, không cho cái kim bếp. Cái kim bà giá đồ sao vô tay đó. Ôi trời ơi anh ơi dính rồi. Cái kim chọt vô tay xong thiệt. Thấy không, tại người bị mất bình tĩnh á. Thật ra vợ em là một người rất là nhẹ nhàng, rất là mỏng manh yếu đuối. Đó, thành ra mình là cái tùng cây bách. Một người cao 1m8 với một cô gái cao 1m5 thì mình phải luôn luôn phải che chở cho bạn đúng ấy rồi. Nên nâng niu bạn ấy hơn. Cô thấy bây giờ ba cha con của con á phải là cái người mà gọi là một cái hàng rào để bảo bọc. Đúng rồi em. Và che chở cho vợ và mẹ. Không, cái đó cô nói thiệt. Tại bạn này rất là yếu đuối, rất là mong manh, và cái thần kinh của bạn không có vững như những người khác đâu. Đúng rồi. Bạn hay bị giật mình thẳng thốt á. Hứa đi à. Cũng qua hành trình này cũng mong là sẽ cố gắng khắc phục cái tính nóng của mình. Cố gắng thương vợ nhiều hơn. Vợ xúc động lắm á, nãy giờ là vợ rất xúc động luôn á. Khóc mấy lần rồi đó. Đó. Thế lại là qua những cái biến cố mà nó có thể dẫn đến cái chuyện gọi là chia ly sinh tử luôn á. Nó đã đến rồi đó, chứ phải không đâu. 50-50. Và em có biết em nằm ở trong phòng kia, nhưng mà bên ngoài vợ của em đã phải khóc biết bao nhiêu. Phải đau lòng lắm, sợ dữ lắm. Cho nên khi đã trải qua rồi, mình phải càng giữ và phải càng yêu thương cái người phụ nữ. Đúng rồi. Nghe em. Với lại là con giữ cái mạng sống cho mình là bởi vì con nghĩ tới vợ, tới con của con. Đó. Đó là cái điểm mấu chốt để mà con bảo toàn được cái sức khỏe và cái mạng sống của con trong cái lúc sanh tử còn gì nữa. Đúng không? Đúng rồi. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm nhớ lời cô dặn nha. 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 Nhớ nha. Thứ 8 rồi đúng dạ, rồi. Dạ đúng rồi. 1m8 với 1m5 nghe chưa? Mình phải làm một cái mái nhà, mình phải làm một cái tùng cây bách đi. Có mái nhà rồi.
thôi. Tại vì một đứa 11, một đứa 8. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nói gì nè. Đó là nghe là mà đứng kế bên. Hả, phải luôn là cây tùng cây bách vững chắc và yêu thương vợ nhiều hơn. Nghe, lặp lại một câu của chị Vân nãy là qua cơn bị cực tới thời thới lai. Và hy vọng là cái thời đó nó đang vận vào hai vợ chồng bạn. Đúng rồi.